Theo cáo trạng, chiều ngày 5 tháng 9, một tổ công tác của Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Nam đang xuống địa bàn tại khu đô thị Ecocham nắm tình hình về một nhóm công nhân bị thiếu lương thực thực phẩm trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, thì bất ngờ gặp bị cáo Hưng trong trạng thái say rượu. Từ trong ngôi nhà gần đó, cầm cuốc đuổi đánh tổ công tác, khiến nhiều người bị xây xát. Ngay sau đó, công an phường Hòa Hiệp Nam đã khống chế và đưa Hưng về trụ sở làm việc. Tại đây, bị cáo thừa nhận do bản thân uống bia say, đồng thời có mâu thuẫn với chị ruột trong nhà nên không kiềm chế được bản thân, đã vô cớ tấn công tổ công tác của phường. Xét thấy thái độ thành khẩn, ăn năn của bị cáo, Tòa án Nhân dân quận Liên Chiểu tuyên phạt Nguyễn Bình Hưng 9 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.